Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nước mắt những cô giáo mất nhà, ôm con nhỏ đi ngủ nhờ sau lũ. Đi sâu vào phía trong các bản bị ảnh hưởng nặng bởi lũ quét ở Nghệ An, không khó để bắt gặp một số nữ giáo viên dẫn theo con nhỏ hôm nay ngủ nhờ nhà này, mai ngủ nhà khác. Nhiều ngành chức năng ở Nghệ An vẫn đang nỗ lực khơi thông đường vào xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men và khắc phục hậu quả cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 10. Thẫn thờ nhìn dòng lũ xiết, cô giáo Vi Thị Thương, chú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ không cầm được nước mắt cho biết đêm ngày 1 tháng 10 mưa to, con khe hồi giảng phía sau nhà mang bom nước từ thượng nguồn đổ về. Suốt cả đêm cô giáo này và cả bản làng không một ai dám chợp mắt. Tất cả đều lo lắng không biết mưa lũ sẽ ra sao, căn nhà mình đang ở liệu có an toàn hay chưa. Rạng sáng nước từ khe tràn vào nhà rất nhanh, tiếng đất đá ầm ầm kéo đến. Mình chỉ kịp vơ vội chìa khóa mở toang cửa, lên xe máy bỏ chạy lên khu vực cao hơn, chẳng kịp mang theo bất cứ cái gì. Chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, bất lực nhưng chẳng làm gì được. Cô Thương kể, gần 12 giờ đồng hồ từ lúc lũ quét qua, các cán bộ chiến sĩ từ ngoài thị trấn Mường Xén mới có thể tiếp cận được vị trí của cô giáo cùng dân bản. Chai nước lọc, gói mì tôm được trao đến tay, nhưng cô đã chẳng có tâm trạng nào để ăn uống. Ngày trở về, cô Vi Thị Thương bật khóc, hai chân run rẩy, đứng không vững khi chứng kiến căn nhà cấp 4 giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn. Hai phòng ngủ bùn ngập sâu gần 1 mét, căn bếp nhỏ của hai mẹ con cũng chẳng tìm thấy đâu, toàn bộ tài sản đồ đạc bị nước cuốn trôi hết. Chưa bao giờ mình chứng kiến đợt mưa lũ kinh khủng như thế. Chồng qua đời cách đây hơn 10 năm, một mình gắng gượng nuôi con, gom góp mãi mới cất được căn nhà. Giờ con vào đại học, nhà thì mất, đồng lương ít ỏi, không biết có cố gắng được nữa không. Cô buồn bã nói. Cô Thương là giáo viên trường tiểu học Tà Cạ, nhưng năm nay đi tăng cường cho trường tiểu học Bảo Nam 2, cách nhà hơn 50 km. Đầu tháng 9, Bảo Nam mới trải qua trận lũ quét, cô ở trường cả tuần dạy học. Cuối tuần này trường ổn định, cô về thăm nhà nhưng không ngờ gặp ngay trận lũ lịch sử. Chạy lũ chẳng lấy nổi bộ đồ mặc cho con. Hướng về phía thượng nguồn, ngay sát nhà cô Thương là nhà của cô La Thị Vân, hiện là giáo viên trường mầm non Bảo Nam. Cách đây 6 năm, chồng cô qua đời sau cơn đột quỵ, để lại mình cô với hai con nhỏ. Năm nay cô vay mượn ngân hàng gần 400 triệu đồng cất ngôi nhà mới được vài tháng. Nhà cô Thương nằm ngay giữa dòng nước lũ chảy xiết, nay lũ rút để lại căn nhà nứt toác, chất đầy bùn đất, củi rác và bất cứ thứ gì dòng nước đi qua. Hai bức tường trực chờ đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng ở trên cao màu sơn còn mới. Khoảng 1 giờ sáng ngày 2 tháng 10, nước từ khe nhỏ đổ về ngày một lớn rồi sau đó dần lắng xuống. Sau cơn lũ hồi đầu tháng 9, mình nghĩ chắc cơn lũ không lớn lắm. Hơn 2 giờ sáng, nước bắt đầu đổ về như thác, ngôi nhà của mình nằm đúng dòng nước đâm thẳng vào nhà. Cô Vân nhớ lại, cô lôi đứa con gái út đang mắt nhắm mắt mở, lội nước xông ra ngoài chạy lên chỗ cao hơn. Cả hai mẹ con đều hết sức bàng hoàng, sợ hãi trước dòng nước cuồn cuộn đổ về. Tất cả tài sản bị lũ cuốn đi đâu hết, chỉ còn mỗi bộ đồ mặc trong người. Cũng may hôm đó mưa nên mình dặn con gái đầu, năm nay học cấp 2, ở lại trường đừng về. Cô buồn rầu kể. Thương cho hoàn cảnh gia đình cô, các giáo viên ngoài thị trấn đã vào thăm hỏi động viên, mang theo một ít đồ áo cũ để cô và con gái mặc tạm. Cô Vân xác định sẽ tích góp tiết kiệm để trả nợ ngân hàng, còn nhà ở thì cô ngập ngừng không nói. Cô chỉ mong nhà nước, các mạnh thường quân giúp đỡ người dân huyện Kỳ Sơn để sớm ổn định cuộc sống. Không chỉ riêng cô Thương, cô Vân, cô Thơm hay cô Lan bị mất nhà mà mất rất nhiều thầy cô khác ở thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cái móng nhà cũng bị trận đại hồng thủy xóa sổ. Và hơn lúc nào hết, các giáo viên cắm bản nơi đây đang rất cần sự chung tay giúp sức của ngành giáo dục và nhiều mạnh thường quân trên cả nước. Nữ giáo viên trôi theo nước lũ, thoát chết nhờ chồng túm tóc kéo lên. Sau trận lũ ống lũ quét, cô Nguyễn Thị Phong Lan, giáo viên trường mầm non thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại đêm chạy lũ thoát chết. Gia đình cô Lan hiện đang sống tại tầng 1 của khu tập thể dành cho cán bộ viên chức ngay trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Khu nhà trọ được xây dựng kiên cố với kết cấu 2 tầng, là nơi sinh hoạt của 29 hộ gia đình.
Hôm 3 tháng 10, sau khi được chồng mình cứu sống thoát chết, cô Lan trở lại dãy trọ và chứng kiến cảnh tan hoang chưa từng thấy đối với người dân ở thị trấn Mường Xén. Cả dãy nhà ngập trong bùn lầy, rác thải từ khắp nơi đổ dồn về. Không ai dám tin trong tích tắc, lũ ống lũ quét đã nhấn chìm nhiều tài sản của nhiều cán bộ giáo viên nơi đây. Đêm ngày 1 tháng 10, lũ về kéo bùn đất theo cửa chính tràn vào phòng. Mới đầu nước ít, mình dùng ca tát nước, đồng thời di chuyển hai chiếc xe máy lên nhờ gửi nhà người quen. Nơi có vị trí cao hơn, cô Lan nhớ lại, mùa mưa năm nào cũng vậy, cô Lan cũng như người dân thị trấn cứ ngỡ đã quen. Thế nhưng năm nay mọi người không ai hình dung được sự tàn phá khủng khiếp của trận lũ quét sắp xảy ra. Không phải là các giáo viên, người dân nơi đây chủ quan mà là trận đại hồng thủy này diễn ra với tốc độ quá khủng khiếp. Gần sáng ngày 2 tháng 10, lũ từ phía nhà bếp, hành lang cuồn cuộn chảy vào phòng. Nước từ ba phía đổ vào, mình không kịp di rời tài sản đành phải kê đổ lên trên giường ngủ, đưa máy tính cùng một số giấy tờ bằng cấp lên tầng 2. Cô nghẹn ngào. Vừa quay trở lại phòng, bức tường phía sau nhà bếp đổ xuống. Cô Lan cùng một người nữa mắc kẹt trong phòng. Không biết làm sao để thoát thân ra ngoài, cô Lan thả lỏng để nước chảy xiết từ phòng này sang phòng trọ khác. Lũ dữ cuốn phăng cánh cửa phía hành lang, đẩy mình ra và người kia ra ngoài rồi trôi vào căn phòng đối diện. Vừa ngoi lên để thở một chút, mình lại bị nước đẩy ra ngoài hành lang. Dù đã cố bơi vào vị trí lan can để lên tầng 2 nhưng không thể. Lúc này mình đã hoàn toàn đuối sức, chỉ đành mặc lũ cuốn đi. Cô Lan nhớ lại thời khắc lũ cuốn trôi bản thân mình. Lũ dữ cuốn cô Lan trôi hơn 10 mét khi ra sân trước nhà trọ, nhưng rất may được chồng kéo vào thoát chết trong tích tắc. Khi điểm danh trên tầng 2 chỉ thiếu mỗi mình, chồng lo lắng nên bơi xuống, bấu víu vào thanh sắt giữa sân mong tìm thấy vợ. Mình cũng may mắn khi trôi ra ngoài này, chồng thấy tóc mình lơ phơ nên nhảy lại túm tóc, kéo lên tầng 2. Cô Lan nhớ lại lời chồng kể khi cứu vợ mình. Cũng theo cô Lan, cả hai chiếc xe máy trị giá gần 100 triệu đồng vùi sâu dưới bùn đất hiện vẫn chưa tìm thấy. Toàn bộ vật dụng trong phòng gần như hư hỏng hoàn toàn, quần áo, sách vở, két sắt, có một số tài sản vẫn chưa thể lấy ra ngoài. Không những dãy trọ của vợ chồng cô Lan bị vùi trong bùn đất, rất nhiều nhà dân, nhà thầy cô giáo khác đã bị san phẳng giữa dòng nước lũ lịch sử. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, bà Vi Thị Thảo, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, gia đình bà cũng nằm trong vùng bị lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày 2 tháng 10. Rất nhiều nhà dân xung quanh bị thiệt hại nặng nề, riêng nhà ở của gia đình tôi may mắn là ở cao hơn những nhà khác. Lúc chạy lũ, tôi bảo mọi người vào nhà để tránh lũ quét và vận chuyển đồ dùng lên nơi an toàn. Chúng tôi thống nhất nhanh, những nhà nào an toàn thì giúp đỡ những nhà bị thiệt hại. Mọi người cùng tổ chức nấu ăn giúp những nhà dân và nhiều nhà giáo viên bị lũ cuốn đổ sập. Bà Thảo chia sẻ, cũng ở khu vực này, bà Thảo cho biết rất nhiều nhà của các thầy cô giáo bị lũ cuốn mất tất cả các tài sản. Nhiều cô hiện nay không còn nhà ở khi lũ quét san bằng tất cả. Rất mong các cấp chính quyền sớm giúp đỡ hỗ trợ các thầy cô sớm ổn định cuộc sống để dạy học, bà Thảo bày tỏ. Nữ giáo viên kể chuyện nửa đêm trèo rào trường học chạy lũ. Sau cơn lũ dữ, tuyến đường đi vào những bản phía trong của xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An hư hỏng nặng nề. Các giáo viên phải lội bùn, vượt dòng nước lũ chảy xiết đến trường, trắng đêm chạy lũ. Cơn lũ tối ngày 4 tháng 9 đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch và các cầu tràn tại xã Chiêu Lưu bị sạt lở và hư hỏng nặng nề. Đến tận sáng hôm qua 14 tháng 9, một số đoạn đường vẫn chưa thể lưu thông do nước chảy xiết và sạt lở đất. Trường mầm non Chiêu Lưu 2 đóng tại bản Lang Ngàn bị lũ tàn phá tan hoang trong cơn lũ, khiến lễ khai giảng và việc dạy học không thể tổ chức theo đúng kế hoạch. Có 9 năm công tác tại điểm trường, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hòa cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến cơn lũ đến nhanh và bất ngờ như thế. Đêm lũ lên, tại trường có 4 giáo viên và một cháu nhỏ, cả đêm hôm đó không ai dám chợp mắt. Tới khi nước dâng nhanh khiến cổng chính vào trường ngập sâu, chị em giáo viên chúng tôi phải trèo bờ rào, chạy lên nhà dân tạm trú, cô Hòa nhớ lại. Hiệu trưởng trường mầm non Chiêu Lưu 2, cô Phan Thị Hiếu chia sẻ, khoảng 12 giờ đêm ngày 4 tháng 9, giáo viên gọi điện báo nước đã dâng lên đến bắp chân. Hôm sau là khai giảng. Từ sáng sớm, cô Hiếu và một số giáo viên khác vội từ nhà ở thị trấn Mường Xén vào Chiêu Lưu. Các đoạn sạt lở ở đường quốc lộ 7 đã thông, nhưng nước suối qua cầu tràn vẫn cuồn cuộn. Mưa lũ đã làm sập 50m bờ rào tường xây, 90m bờ rào thép B40 cuốn trôi và làm hư hỏng hệ thống đồ dùng dạy học, đồ chơi của các cháu. Lũ rút để lại khối lượng lớn bùn đất trong toàn bộ khuôn viên nhà trường.
Ngôi trường chuẩn quốc gia giờ đây tan hoang sau trận lũ lịch sử, lội bùn, vượt dòng nước xiết đến trường. Ngay khi mưa ngớt, chính quyền xã Chiêu Lưu đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, dân quân và hàng trăm phụ huynh, người dân cùng toàn thể giáo viên chung tay khắc phục để đón các cháu tới trường. Từ trung tâm xã đi vào điểm trường chỉ khoảng 7 km, nhưng phải vượt qua 3 cầu tràn đã bị đứt gãy, nước chảy xiết rất nguy hiểm nếu không phải đi vòng xuống cửa rào. Huyện Tương Dương với quãng đường hơn 70 km để vào trường, cô Hiếu tâm sự để đảm bảo an toàn, các giáo viên phải đi theo từng tốp hỗ trợ nhau. Tại những điểm sạt lở, họ phải men theo con đường nhỏ, treo leo nằm sát sườn núi, bên dưới là vực sâu hun hút. Hiệu trưởng trường mầm non Chiêu Lưu 2 bày tỏ năm học này do ảnh hưởng của mưa lũ nên nhà trường không tiến hành khai giảng. Tuy nhiên, không thể để học sinh không được đến trường. Nhà trường và chính quyền xã Chiêu Lưu với sự chung tay của cán bộ, công chức, dân quân và hàng trăm phụ huynh, người dân đã mau chóng bắt tay và dọn dẹp trường lớp. Tới nay, nhà trường đã hoạt động trở lại, các em học sinh đã được đến lớp với cô, với bạn. Vừa rồi là thông tin cuối cho bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!